là một sáng kiến của dự án nâng cao chuỗi giá trị xoài ở đồng bằng sông Cửu Long. Các hoạt động của trung tâm hướng đến đào tạo nhân sự chủ chốt tại các chuỗi nâng cao giá trị xoài, hiện đang công tác ở các công ty, hợp tác xã, nhân sự tại các cơ quan hợp tác công tư. 11 học phần được chia sẻ bởi các chuyên gia nông nghiệp trong và ngoài nước với thời gian đào tạo từ quý 3 năm 2022 đến quý 1 năm 2023. Các học phần sẽ tập trung đào tạo các nội dung liên quan đến kỹ năng xây dựng vùng nguyên liệu một cách chuyên nghiệp, kỹ năng đóng gói, kiểm soát chất lượng, kinh doanh, marketing và quản lý. Thông qua việc tham gia dự án, các nông hộ, hợp tác xã và các công ty có thể nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, hình ảnh và thương hiệu của các tác nhân trong chuỗi cũng sẽ được quảng bá rộng rãi ở thị trường trong và ngoài nước. Riêng với các nông hộ trồng xoài, nội dung học phần sẽ giúp bà con có kế hoạch sản xuất tốt hơn nhờ tiếp cận những công nghệ mới hữu ích trong canh tác xoài, như công nghệ phân tích đất và khuyến nghị sử dụng phân bón. Những quy chuẩn trong canh tác xoài, công nghệ xử lý nhiệt và nhựa sau thu hoạch. Cùng nhau, chúng ta kiến tạo chuỗi giá trị xoài Việt Nam.